khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 99: Pháp môn niệm Phật ổn định dễ dàng. Ở ngay trong cả thảy Phật Pháp, trì danh niệm Phật rất dễ dàng, rất ổn định, rất viên đốn. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh một lần, hai lần, ba lần khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, cho đến tất cả chư Phật Bồ Tát mười phương ba đời đều khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Có thể thấy pháp môn này thật là thù thắng. Năm xưa tôi ở Singapore, lão lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ Lâm hơn 80 tuổi rồi. Ông cuối đời mang trọng bệnh. Khi nằm trên giường bệnh, tinh thần rất là tốt, đầu óc rất minh mẫn, chỉ muốn nghe giảng kinh. Cả đời hộ trì Phật Pháp, không có thời gian để chuyên tâm nghe kinh. Nhờ vào cái cơ duyên bị bệnh này, mỗi ngày có thời gian nghe kinh. Ông yêu cầu cư sĩ Lâm cho đĩa của tôi giảng kinh để ông nghe. Người nhà của ông nói với tôi, lão cư sĩ mỗi ngày nghe giảng kinh 8 tiếng. Ngoài nghe kinh ra, rồi niệm Phật, 2 năm không hề gián đoạn. Có một hôm, ông nói với phó lâm trưởng cư sĩ là ông sắp vãng sanh rồi. Lý cư sĩ nói với ông rằng, hiện tại ông không thể đi, nhân sự của cư sĩ Lâm chưa ổn định, nhất định phải trụ thế thêm vài năm nữa. Ông cũng đồng ý, lại trải qua 2 năm. Các vị nên biết, có đến 4 năm, mỗi ngày nghe kinh niệm Phật. Vào thời gian này, ông từ bỏ đi chức vụ cư sĩ Lâm, nhường lại cho cư sĩ Lý. Cư sĩ Lâm từ đó mà được ổn định. Trước thời gian vãng sanh 3 tháng, ông đã biết trước thời giờ ra đi. Ông không nói với người nào mà chỉ viết lên trên tờ giấy mười mấy hàng. Ngày 7 tháng 8, người trong nhà cũng không dám hỏi ông, không biết đây là ý gì. Đến ngày hôm đó, ông quả nhiên ra đi. Đúng ngày 7 tháng 8 hôm đó, ông vãng sanh. Đã biết được từ 3 tháng trước rồi. Thời gian 4 năm, mỗi ngày nghe giảng kinh 8 giờ. Ngoài thời gian nghe kinh ra, thì tính nguyện trì danh niệm Phật. Chỉ chuyên trì danh hiệu mà ra đi được tự tại đến như vậy. Trước mấy ngày vãng sanh, dường như ông có tìm tôi. Tôi có làm quy y cho ông, tướng lành rất tốt. Sau khi ông vãng sanh rồi, có một số oan gia trái chủ của ông cũng muốn nghe kinh niệm Phật cầu vãng sanh. Họ đến cư sĩ Lâm cầu xin nghe kinh, cầu mong quy y. Chúng ta đều vì họ mà làm, cảm ứng thật không thể nghĩ bàn. Pháp môn niệm Phật chân thật là ổn định dễ dàng. A Di Đà Phật. Thank you.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.